Dạ vừa mai chiếc chè bông xin chào cả nhà nha. Cả nhà ơi, hôm nay là tiếp tục một cái góc thanh lý hàng nha cả nhà. Thì cái lô này là giảm siêu nụ ha. Trời ơi, nụ dữ lắm nhiều nha. Nói chung cây còn ít cho nên là em muốn bán rẻ cho hết cho rồi cả nhà. Chứ còn cái loại này thì lúc trước em bán với giá 125 á, nhưng mà hôm nay thì còn ít cho nên là em muốn xả hàng luôn. Em bán giá 70 ngàn thôi cả nhà. Loại này thì lá nó không có được đẹp lắm, tuy nhiên là nụ của nó ghê hồn lắm. Nó cả nhà nhìn thấy nè. Nó nổi nụ đều hết trơn luôn ha. Thì giá chỉ có 70 ngàn cây thôi cả nhà. Cái này 5 cây thì em bao xíu, còn nếu mà chúng ta lấy chục cây thì em tặng một luôn nha. Cây này nó không có lá nhiều cả nhà. Nói chung là do là trong cái quá trình dịch bệnh á, tụi em không có gửi hàng được, cho nên là nhiều quá rồi tưới nhiều khi nó xót cái bắt đầu nó bị rụng ít lá thôi à. Tưới không xuyết á cả nhà, cho nên là bị rụng ít lá ha. Nhưng mà nụ nó ghê lắm, cây nó cũng ngon lắm nha. Cây này già cỏi luôn á. Tại vì á bây giờ vườn em nhiều quá cho nên là em muốn thanh lý bớt thôi ha. Thì giá chỉ có 70 ngàn thôi. Số lượng thì cũng vài chục cây rồi cả nhà, không có nhiều. Cái này hàng giảo siêu nụ nha. Em nói trước là lá nó không có đẹp lắm, tuy nhiên là nụ ghê lắm, cho nên cả nhà là xem lưu ý kệ giúp em nha. Ai thích trồng đất hay là chơi tết gì đó thì chọn cái này nè. Rễ thì xử lý cũng đủ kiểu ha. Đây, nụ thì ghê lắm. Lô này nụ dữ dàng luôn á, thích trồng đất hay gì đó thì lấy mấy cái loại này về trồng đất ngon lắm cả nhà. Trời coi nè. Cả nhà nhìn thấy ha. Rồi, giá chỉ có 70 ngàn nha cả nhà. 70 ngàn 5 cây em bao ship nha. Cây như thế này nè, nó cũng liền cốt khoảng 8-9% hết rồi. Đó, đây. Rồi, giá chỉ có 70 ngàn thôi nha. Nếu chúng ta lấy chục cây thì em tặng một ha. Bao ship tới nhà cho mình luôn. Rồi, bên đây hàng Đại Lộc nè. Đại Lộc bên đây cũng nụ quá trời luôn ha. Ai thích trồng đất hay gì đó. Ở con này cả nhà. Đó, loại này thì nó liền cốt hết rồi cả nhà. Nó liền cốt hết rồi, cây cũng cao cũng đẹp nhưng mà số lượng thì còn ít. Cho nên em cũng xả luôn, loại này 80 ngàn cây thôi ha. Đó. Trời ơi con này cả nhà. Cái cốt mập luôn á, cốt hết trơn, mập hết trơn rồi, uống dán lông chính giữa luôn ha. Nó cây như thế này nè, nó uống hết rồi. Thì có 70 thôi cả nhà. Ai trồng đất rồi thì ta lấy mấy cái loại này nè. Đó. Ủa 80 nha. Thằng Đại Lộc thì 80, thằng siêu nụ thì 70 ha. Đó thì góc xả hàng thì em cái này số lượng ít thôi, không có nhiều ha, cho nên em xả hàng luôn cả nhà. Rồi cái hàng Đại Lộc bên đây là hàng Đại Lộc đẹp nè, mà em xả hàng nè. Từ 170 cả nhà, mà em giảm còn có 100 luôn. Cây cũng đẹp lắm nha. Cây liền có khoảng 80%. Này có. Đó rễ nè. Cao 35-40. Coi nè cả nhà. Cái lô này nụ cực kỳ luôn á. Đó thì giá là từ 170 em giảm còn đúng 100 luôn. Nếu 5 cây thì em bao ship, 10 cây thì em tặng một nha. Nụ thì đang tạo mầm hoa rất là nhiều. Ôi coi này cả nhà, cây nó mập ù luôn á. Nhiều quá rồi cho nên là em thanh lý bớt ha. Đó, đây nè, cây như thế này nè. Cả nhà ơi, khi quay trong điện thoại lúc nào nhìn nó cũng sẽ lớn hơn bên ngoài chút xíu. Cho nên cả nhà nhớ lưu ý cái thông số, cái kích cỡ lúc nào em cũng đo ngang tay mà em nói chúng ta ha. Loại này cao 35-40 nha cả nhà. Thì giá là 170, giảm còn 100 cả nhà. Quá trời rẻ luôn. Nụ nè. Cốt cành thì ok hết ha. Rồi, nếu mà ai thích cái loại Đại Lộc siêu nụ, những cái loại xả hàng á, thì hãy liên hệ bên vườn mai nhà em nha. Rồi cái lô thỏ hương đang xả hàng nữa nè cả nhà. Giá 70 ngàn cây à. Cây mập nhánh xum xuê luôn ha. Đó chỉ có 70 ngàn thôi cả nhà. Rồi 5 cây thì bên em bao ship nha cả nhà. Đó lô này thì thọ hương em còn số cũng được khoảng 1.000 cây á. Rồi giá thì 70 ngàn cây nha. Chúng ta lấy 5 cây thì bên em bao ship luôn ha. Rồi đó chính là các cái mặt hàng mà em xả ha. Còn những cái mặt hàng kia thì mọi người hãy vào kênh Chích Chè Bông ha. Từng clip thì em có quay hết. Rồi đây là hàng cúc bi nè. Cúc bi rất là đẹp. Loại này thì cúc bi chơi tết, rễ có trái bí nữa nữa cả nhà. Giá chỉ có 100 ngàn một cây thôi. Cây đã uống áo vô nhánh hết rồi. Đó đây nè, cốt nè, cốt bập lù luôn á. Rồi giá chỉ có 100 ngàn. Loại này lấy 4 cây thì bên em bao ship nha. Rồi rồi hàng Tân Châu cúc VIP, rất là nhiều giống nữa. Ai thích cái loại nào thì xin hãy alo em nha. Xin cảm ơn cả nhà đã quan tâm theo dõi ạ.